Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi sáng chủ nhật cuối năm, gần cuối năm mùa Noel, thì trong lúc đang ngồi uống cà phê chờ bạn, thì chúng tôi muốn dành ra ít phút để trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn về một cái góc nhìn khác về thị trường, đánh giá xu hướng của thị trường theo một góc nhìn rộng hơn. Thì trong buổi chiều ngày hôm qua, tôi và một số anh chị em trong nhóm có ngồi trao đổi và chia sẻ với nhau về việc là đánh giá xu hướng của thị trường dựa vào các dòng cổ phiếu trên thị trường. Thì trước khi nói về cái việc xu hướng thì dành một ít phút nói về cái việc phân loại các cổ phiếu trên thị trường theo tiêu chí là cổ phiếu blue chip, cổ phiếu mid cap, cổ phiếu penny và các cổ phiếu khác. Thì chúng ta lấy ra hai dòng điển hình của thị trường, đó là các blue chip và một dòng khác đó là dòng penny stock, tức là các cổ phiếu nhỏ. Thì trong cái một cái xu hướng của thị trường thì hai cái cổ phiếu, hai cái dòng cổ phiếu này nó sẽ vận hành như thế nào? Để bắt đầu cho một xu hướng mới thì các cổ phiếu blue chip sẽ đóng vai trò nâng đỡ cho thị trường, hoặc là để kết thúc một cái xu hướng, thì blue chip cũng chính là các cổ phiếu gọi là đánh gục thị trường cuối cùng. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Tại vì là nó rất là liên quan, thậm chí là liên quan rất là mật thiết đối với cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, cũng như là cái sự bền vững của doanh nghiệp. Thì thông thường thì các blue chip thì nó có cái tính bền vững rất là cao, hoạt động kinh doanh rất là ổn định, và cái việc mà tăng trưởng hay là suy thoái nó đều có những cái tín hiệu và rất hạn chế việc bất thường. Nên là lấy ví dụ như một doanh nghiệp lớn kiểu như Vietcombank hoặc là Vinamilk hoặc là GAT chẳng hạn, thì mỗi một cái dịch chuyển về doanh thu và lợi nhuận của cái doanh nghiệp này nó cần phải có thời gian, và nó dịch chuyển chậm dần đều hoặc là nhanh dần đều theo các quý. Do đó thì khi mà giá cổ phiếu vận hành thì vừa là nó là các blue chip lớn, nó có trọng số rất là cao và có cái khối lượng lưu hành rất là lớn, nên là nó tăng thì cũng rất là chậm rãi, và khi giảm thì nó cũng sẽ giảm một cách chậm rãi. Tuy vậy thì bàn về xu hướng thì khi trong lúc mà thị trường đang yếu, rất yếu, thì cái người ta hay nói một cái câu khá là kinh điển, là điển hình, đó chính là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thì phải có những cái đầu tàu, phải có những cái tiên phong, hay được gọi là nâng đỡ thị trường. Thì khi xu hướng mới bắt đầu thì các blue chip sẽ là nâng đỡ thị trường, nó sẽ vận hành. Sau đó khi được nâng đỡ thị trường ổn hơn thì bắt đầu các dòng cổ phiếu theo các cái phân ngành nó sẽ vận động theo đúng cái bản chất của cái việc mà hoạt động kinh doanh tốt, ngoại trừ một số trường hợp bất thường thì chúng tôi không có bàn tới. Vậy xu hướng hiện tại thì như thế nào, đánh giá làm sao? Thì nếu có một cái được phép đánh giá ở góc độ tổng quan toàn cầu, thì trong một cái chia sẻ buổi chiều hôm qua đó, anh Phan Lê Thái, anh này là giám đốc, cựu giám đốc marketing của Vinamilk, anh có đưa ra một cái khái niệm, tức là các thị trường chứng khoán đang phát triển được gọi là các thị trường blue chip, còn các thị trường chứng khoán cận biên kiểu như Việt Nam thì được gọi là các thị trường penny. Thì khi mà các cổ phiếu blue chip nói riêng và các thị trường blue chip nói chung nó còn đang khá là vững, thì liệu là đã đáy hay chưa? Liệu là xu hướng đã có gì thay đổi hay không? Thì đây, từ cái ý tưởng như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá thị trường, đánh giá xu hướng hoàn toàn giống như là đánh giá cổ phiếu thôi. Thì chúng ta sẽ dịch chuyển cái nền, tức là cái xu hướng của thị trường theo các thị trường mà lâu nay chúng ta vẫn hay quan sát. Ví dụ như là chỉ số chứng khoán Mỹ, Nhật là hai thị trường phát triển thì chúng ta được gọi là blue chip. Thì vậy là blue chip nó dịch chuyển khi mà thị trường xác nhận downtrend chẳng hạn. Anh chị và các bạn đã thống nhất là chúng ta xác nhận thị trường downtrend. Thì rõ ràng các penny như là các thị trường mới nổi như Việt Nam, như là một số nước mà
là đang phát triển hoặc thị trường mới đối với thị trường cận biên ấy, thì nó dịch chuyển rất là nhanh. Khi mà thị trường có biến là nó đi đầu, nó là những cổ phiếu gọi là phá đám nhất, tức là những thị trường phá đám nhất, tốc độ tăng và tốc độ giảm của nó nhanh nhất. Còn nhìn lại các thị trường lớn như Nikkei của Nhật, Nhật và Mỹ, một số thị trường lớn khác thì nó giảm chậm hơn rất là nhiều. Vậy khi nào thì xác nhận nó là xu hướng của thị trường là ổn? Khi nào ạ? Thì chúng ta lại quay lại với cái việc mà xác định xu hướng blue chip. Chúng ta khai đưa ra cái khái niệm như vậy rồi anh chị và các bạn tự suy diễn. Thì chúng tôi quay lại với câu chuyện cổ phiếu blue chip và cổ phiếu penny trên thị trường chứng khoán Việt Nam chẳng hạn. Thì đầu của một giai đoạn, tức là bắt đầu một cái xu hướng mới, tôi lấy ví dụ là xu hướng tăng giá, thì các blue chip lớn, ví dụ như blue chip lớn gồm như những Vinamilk, những Sabico, những Bảo Việt, những Vietcombank, nó sẽ nâng đỡ, nó đóng vai trò nâng đỡ và nó giữ cho thị trường đi ở một cái trạng thái tích lũy và có cái xu hướng dịch chuyển là tăng dần đều. Và bắt đầu khi mà thị trường đã xác nhận một cái xu hướng mới thì các cổ phiếu khác nó sẽ bắt đầu. Nhưng ngược lại, nếu mà xu hướng giảm thì nó lại hơi khác. Nó khác ở chỗ là các cổ phiếu mà penny lại là những cổ phiếu đi đầu, tức là cái niềm tin tại những cổ phiếu này thì nó sẽ thấp hơn so với blue chip, thì nó sẽ giảm giá trước. Những cổ phiếu nào mà có tốc độ tăng nóng, penny là những cổ phiếu mà có tốc độ tăng nóng hoặc là những cổ phiếu đầu cơ có tốc độ nóng trước đó thì đầu tiên sẽ giảm. Thì từ tháng 4 năm 2018 đến giờ anh chị có thể gọi là test lại trên thị trường thì sẽ thấy những cổ phiếu nào mà tăng nóng trước đó thì sẽ giảm rất là mạnh, đặc biệt là các cổ phiếu penny. Sau khi mà các penny giảm rất là mạnh, bắt đầu mới đến những cái cổ phiếu mà nó hiển lộ những cái kết quả kinh doanh không tốt. Từ sau đó thì mới bắt đầu đến những các blue chip. Và blue chip sẽ là một trong những cổ phiếu gọi là cú đánh cuối cùng, gọi là cú đánh tiêu diệt thị trường. Thì thông thường tại những thời điểm mà các blue chip cuối cùng của cái đợt tăng giá trước đó, của đợt tăng giá của cái xu hướng dài hạn trước đó, ví dụ như cái cổ phiếu blue chip cuối cùng nâng đỡ thị trường tăng mạnh để nâng đỡ thị trường đến khoảng tầm tháng 2 năm 2018, thì phải đến khi nào các cái blue chip đó là đánh một đòn rất là mạnh vào thị trường thì chúng ta mới sẽ thấy được rằng là cái xu hướng giảm điểm sẽ kết thúc. Còn vẫn còn những cái blue chip đó mà vẫn chưa có cái dấu hiệu của cái câu chuyện giảm mạnh, tức là bị ảnh hưởng một cái điều gì đó thì ở phía trước chúng tôi chưa có nhìn ra, nhưng phải có một cái sự mạnh mẽ nào đó gọi là tạt thật mạnh vào thị trường, thì thời điểm mà nó tạt mạnh nhất đó thì chính là vùng đáy sẽ được xác lập, vùng đáy sẽ được xác lập. Rồi, vậy từ đó thì chúng ta có thể gọi là lần lại quá khứ, tìm lại từ quá khứ. Trong video gần đây nhất ngày hôm vừa rồi cũng tại quán này, tôi có chia sẻ về cái ngành, các cái dịch chuyển của ngành trong cái xu hướng tăng và trong xu hướng giảm. Thì hôm nay chúng ta nói về blue chip và penny. Thì chúng ta lần dỡ lại đầu năm 2016 và bắt đầu cái xu hướng tăng, thì blue tăng trước nâng đỡ thị trường. Thực ra nó là nâng đỡ chứ nó không tăng, nó giữ và nó không có giảm mà nó tăng dần đều, thì nâng đỡ thị trường. Sau đó thì dòng nào theo các dòng. Như hôm bữa tôi nói rồi, anh chị vui lòng xem lại cái video ở trước đó. Sau đó thì đến đoạn cuối cùng mạnh mẽ nhất thì cũng chính là blue chip sẽ đánh một cú quyết định để đưa thị trường lên rất là mạnh, đặc biệt là cái đoạn mà cũng bằng tầm giờ năm ngoái. Sau đó bước sang cái năm 2018 ấy, khoảng tầm từ tháng 1 đến tháng 3, cái đoạn mà có blue chip nào là nâng đỡ thị trường mạnh mẽ nhất giai đoạn đó, anh chị lọc lại quay lại vấn đề đó. Tôi thì tôi nhớ đấy, nhưng mà tôi sẽ không chia sẻ, anh chị và các bạn sẽ tự tìm để ngộ ra rất nhiều vấn đề. Thì đến khi nào cái blue chip đó, cái nhóm blue chip đó đập thật mạnh vào thị trường, đó mới là năm, tức là cái vùng đáy sẽ được xác lập tại khu vực đó. Chúng ta chỉ cần hiểu như vậy thôi thì sẽ rất dễ để nhận biết là vùng đáy nó nằm ở đâu. Còn nếu chưa có chuyện đó xảy ra thì chưa xảy ra đâu. Và một cách xác định vùng đáy khác nữa, đó là anh chị và các bạn để ý thị trường thế giới, coi thế giới, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản là blue chip, thị trường blue, thị trường lớn, thị trường phát triển. Thì đến khi nào các blue này, các thị trường này bị tạt một phát thật mạnh,
thì thế giới sẽ ổn. Còn đến bây giờ thì đã bị tạt mạnh chưa? Thì thưa với anh chị em và các bạn là đang chuẩn bị thị trường Mỹ phá cái đáy của năm 2018, tức là đáy thấp nhất của năm 2018 vừa được phá vào thứ sáu tuần trước, vào thứ sáu tuần này, sorry anh chị em này. Và đến khi nào mà cái đáy này phải cách xa cái đáy này từ 10-15% thì chúng ta sẽ thấy các thị trường, tức là tôi nói nôm na để cho anh chị hiểu là các thị trường phát triển phải sám thật mạnh và nó có tác động nhất định lên các thị trường cận biên. Bởi vì ngay cái lúc mới giảm thì các thị trường cận biên như chúng ta sẽ không ảnh hưởng. Bởi vì lại tại sao? Bây giờ chúng ta là thị trường penny, chúng ta là thị trường nhỏ thì nó đã đi trước rồi. Mấy thằng nhỏ là được cái là gọi là hay tà lanh lắm. Thị trường kinh tế chưa có gì thì nó đi trước, anh chị nhìn thấy rất là rõ luôn. Của người ta chưa giảm, anh chị nhìn lại Dow Jones và Nikkei chưa giảm thì Việt Nam và Trung Quốc đã giảm thế mẹ luôn rồi. Tức là lao đầu một cách gọi là rất nhanh từ tháng 4 đến giờ. Tuy vậy thì khi mà họ giảm, họ bắt đầu chớm giảm, giống như những phiên gần đây anh chị bảo thị trường Mỹ giảm, Việt Nam không hề giảm mấy, giảm rất ít, thì chúng ta giảm rồi nên là tạm thời nó sẽ không giảm, nó sẽ quan sát xem là cái ông blue chip thế giới này nó như thế nào. Còn nếu ông blue chip thế giới này mà nó mà gọi là cắm đầu đại pháp, hoặc là tức là nó có một cái xu hướng giảm cực mạnh trong thời gian sắp tới nữa, nó đưa thị trường Mỹ về vùng khoảng 18.500, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là thị trường cận biên như chúng ta sẽ bắt đầu chịu tác động mạnh mẽ hơn. Bởi vì có một điều mà muốn tiện thể video buổi sáng ngày hôm nay nói với anh chị em và bạn luôn, đó là cái kinh nghiệm là thế này về cơ cấu tài sản của các quỹ lớn trên thế giới. Nó giống như cơ cấu cái việc mà tài sản tài chính cá nhân của anh chị thôi. Anh chị sẽ có khoảng 4-5 cái khu vực để anh chị cầm giữ tiền. Thì khu vực nào ít tiền nhất thì khi có vấn đề anh chị sẽ đem cái khu vực mà ít tiền nhất ra bán trước để tạm, bởi vì những cái chỗ ít tiền là thanh khoản rất cao, dễ bán, sẽ bán trước để thu tiền về trước. Thì với các cơ cấu các quỹ đầu tư tài chính quốc tế họ cũng làm như vậy, tức là ở những cái thị trường gọi là thị trường mới nổi và cận biên là những cái thị trường họ đánh cược tỷ lệ rủi ro rất là cao. Vì vậy khi họ có thấy dấu hiệu, tức là trên cái thị trường chính của họ là có vấn đề thì họ sẽ bán tháo trên thị trường cận biên. Và thực ra thì đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thị trường cận biên như chúng ta bị giảm trước. Nhưng một đợt bán tháo thứ hai sẽ được diễn ra nếu như trên thị trường chính có vấn đề. Thị trường chính tức là thị trường phát triển của Mỹ và Nhật đấy, tức là thị trường Dow Jones, Nasdaq, Nikkei, S&P 500, nó có vấn đề nặng hơn nữa thì cái việc bán tháo của các quỹ đầu tư là họ sẽ rút tiền từ các cái thị trường mới nổi về trước, tức là ở đó cái lượng tiền họ đầu tư rất ít, ví dụ như vài trăm triệu đô thôi. Còn ở thị trường chính của họ, họ sẽ ngần ngừ thêm một đoạn nữa. Và đến khi họ chịu không nổi thì họ sẽ đẩy cái thị trường chính đi vào một cái thế, tức là bị bán tạp mạnh vào một cái thế nào đó. Và nếu như tôi dự đoán không nhầm thì sẽ nằm ở khoảng tầm 18.500. Từ 26.000 của Dow Jones sẽ về khoảng 18.500. Thì đó thì sẽ là cái tầm khoảng 18.500 sẽ là khu vực tạo ra cái đáy của xu hướng khủng hoảng năm 2019-2020. Anh chị và các bạn quan sát, bởi vì bây giờ nó đang là 23.000. Mà nói là 18.000 thì anh chị và các bạn bảo ông thì thầy bói xem voi, xem gió vớ vẩn. Không phải, anh chị phải có những cái đánh giá, những góc nhìn cả về bank of, tức là ngành ngân hàng của Mỹ, cả về đặc biệt là các cái ngành mà năm nay thì khủng hoảng. Tôi chưa đoán được là nó bắt đầu nó châm ngoài từ ngành dầu khí hay là từ ngân hàng giống năm 2008, hay là một cái ngành về công nghệ thông tin giống năm 2000 khủng hoảng công nghệ .com, hay nó sẽ là sự kết hợp giữa ngân hàng và thương mại, gọi là công nghệ thông tin và thương mại. Bởi vì đang có dấu hiệu của những cái doanh nghiệp công nghệ thông tin và thương mại gồm có Facebook, Amazon, Apple và một số cái doanh nghiệp mà bán thương mại, kinh doanh các cái sàn giao dịch hàng hóa nhưng sử dụng công nghệ rất là nhiều. Lấy ví dụ như Amazon, ví dụ như là ví dụ như Facebook, thực ra Facebook và Google họ cũng sử dụng các cái cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc kinh doanh rất là nhiều. Như vậy nên là khủng hoảng có khả năng nó sẽ bắt nguồn từ cái điểm này. Anh chị cũng phải lưu tâm thêm một cái điểm này nữa. Thì qua cái chia sẻ tổng quan mang tính chất có phần hơi mơ hồ, tôi không muốn áp đặt một vấn đề gì cả. Anh chị hãy nghe lại và tự mình lượng hóa cái vấn đề, đưa ra cái kết quả cuối cùng cho cái việc đầu tư. Mong rằng những cái chia sẻ buổi sáng chủ nhật
buổi sáng gọi là mùa Noel, khá là mát, không khí hôm nay khá là mát, thì sẽ đem lại hữu ích cho anh chị em và các bạn đưa ra những quyết định đầu tư tốt. Hãy đừng quên là like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh. Xem video mà không đăng ký kênh thì những video mới anh chị sẽ bỏ lỡ. Vì vậy hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới hay hơn, hấp dẫn hơn trong thời gian sắp tới. Thân ái chào, hẹn gặp lại.